Kính thưa quý vị, cà phê Milin nổi tiếng vốn dĩ ngày xưa là một cái làng trà nhỏ nhỏ như thế này thưa quý vị ha. Thì cách đây khoảng hơn 10 năm trở về trước á, thì chủ yếu là khách Tây họ vào đây như là một cái trạm dừng chân. Tại vì mấy anh Tây ba lô á, là cũng hay đi xe thồ để xuống dưới thác voi chơi đó, rồi ghé vào đây uống cà phê cũng như là mua những cái mặt hàng thổ cẩm như thế này thưa quý vị nè, để về làm kỷ niệm. Những cái mặt hàng thổ cẩm này được người ta dệt bằng tay truyền thống. Những cái mặt hàng thổ cẩm này thì nó mang đặc trưng của các đồng bào dân tộc Tây Nguyên đó quý vị. Thì ngày xưa khi mà công nghệ chưa phát triển đấy, bà con dân người Việt cũng chưa biết đến và du lịch nó cũng chưa phát triển nữa, cho nên hầu như là người Việt không có đến đây luôn quý vị ha. Nhưng mà sau này khi mà công nghệ bùng nổ, nhiều người họ biết đến quán cà phê này và từ từ bà con người Việt, khách du lịch cũng như là khách nước ngoài tìm đến đây uống cà phê cũng như là tham quan ngày càng đông. Chính vì vậy mà quán cà phê này ngày càng mở rộng ra và nó trở nên hoành tráng hơn nữa đó quý vị. Đây quý vị, cái lối đi lên như thế này là khu vực mới sau này đó quý vị ha. Thì cũng mới hình thành nên vài năm trở lại đây thôi. Khi mà nhu cầu khách đông cũng như là người ta có điều kiện, những người dân ở đây họ bán những cái mảnh vườn của mình cho chủ quán cà phê Melin này. Và người chủ quán này họ đã làm nên một cái quán cà phê phải nói là rất hoành tráng như bây giờ đây. Mình rất là ấn tượng khi mà người ta làm những cái lối đi giống như là cầu vượt ở trên những cái mảnh vườn cà phê đó, và ngồi trên này uống cà phê, ngắm nhìn đồi núi bao la phải nói rất là tuyệt vời luôn quý vị. Diện tích của cái quán cà phê cũng như là mảnh vườn này mình ước chừng nó cũng rộng tầm khoảng vài hectare đó quý vị, rất là rộng lớn luôn á. Xíu nữa mình sẽ dẫn quý vị anh chị và các bạn đi theo những cái lối, những cái cầu vượt như thế này để đi xuống sâu ở bên dưới nữa. Bên dưới thì người ta thiết kế những cái tiểu cảnh rất là bắt mắt để cho bà con tham quan cũng như là chụp hình check in. Ở đây nếu như mà người dân xung quanh này họ có nhu cầu bán vườn bán đất thì chủ quán cà phê này họ sẽ mua hết luôn quý vị. Họ không những mua ở mé bên này mà họ mua đối diện ở mé bên kia nữa và họ rao lại, rồi có lẽ sau này sẽ hình thành nên một cái tổ hợp vừa quán cà phê và du lịch rất hoành tráng luôn quý vị. Và ngồi góc này để uống cà phê và ngắm view đồi núi á, một không gian rất là thoáng đãng, có cái hồ rất là lớn ở đằng kia nữa và làn gió mát nó thổi vào người phải nói rất là tuyệt vời luôn quý vị. Quán cà phê này thì nó nằm ở cuối xã Tà Nung của thành phố Đà Lạt, thì đây cũng là thuộc địa bàn hành chính của thành phố Đà Lạt rồi. Nó cách Đà Lạt tầm khoảng 18 cây số về phía tây nam, và nếu chúng ta di chuyển bằng ô tô hoặc xe máy thì mất tầm khoảng 30 phút đó quý vị ha. Khu vực này thì nó nằm giáp ranh với thị trấn Nam Bang của huyện Lâm Hà. Nếu như chúng ta qua cái cầu Mê Linh ở bên kia là thuộc huyện Lâm Hà đó quý vị. Chính vì cái quán cà phê Mê Linh nổi tiếng này mà đất đai bất động sản ở đây phải nói tăng giá chóng mặt. Những ai mà bán bất động sản thì thường thường hay nói là nó nằm gần quán cà phê Mê Linh, thì khách hàng và người mua đó họ dễ hình dung những cái mảnh đất nó có giá trị như thế nào. Bây giờ mình sẽ dẫn quý vị anh chị và các bạn đi xuống dưới kia, nó rất là rộng lớn quý vị. Không gian trong này thì người ta đặt những cái quầy pha chế cũng như là những cái kệ hàng để trưng bày sản phẩm, chủ yếu là cà phê đó quý vị ha. Thì rất là nhiều những cái loại cà phê, và đặc biệt ở trong này có cà phê Chôn trữ danh, nhưng mà có giá rất là cao luôn quý vị. Nếu như mà ai có nhu cầu thì cũng có thể mua cà phê ở đây để về làm quà cũng như là về để thưởng thức thôi. Cà phê ở đây thì phải nói rất là ngon và chất lượng luôn quý vị.
Ở trên kia người ta thiết kế những cái tiểu cảnh nhìn rất là bắt mắt luôn quý vị. Bây giờ mình sẽ dẫn quý vị anh chị và các bạn đi lên đó để tham quan. Mình nhớ ngày xưa thì người ta hay tổ chức những cái buổi âm nhạc ở đây, cũng như là giao lưu. Nếu như chúng ta muốn hát thì cũng vào đây hát luôn. Có một anh đồng bào dân tộc đứng đây hát những cái bản nhạc Tây Nguyên, phải nói giọng anh rất là hay mà mạnh mẽ luôn. Nhưng mà hôm nay không thấy này. Quán cà phê này á, nếu như mà vào những cái ngày cao điểm á, có thể đón đến hàng ngàn lượt khách luôn quý vị, và đem về doanh thu phải nói rất là khủng. Và đây là cái nền công nghiệp không khói của thành phố Đà Lạt cũng như là tỉnh Lâm Đồng đó quý vị, như là một cái tổ hợp công nghiệp khổng lồ của thành phố Đà Lạt đấy. Rất rất là nhiều những cái khu điểm như thế này nữa. Quán cà phê này phải nói là vốn dĩ nó đã hoành tráng rồi, nhưng mà mình nghĩ sau này nó sẽ bành trướng ra và sẽ hoành tráng hơn nữa đó quý vị, chắc chắn luôn á. Đây là cái cầu rất là lớn, người ta thiết kế là 7 sắc cầu vồng đó quý vị, nhìn rất là sặc sỡ luôn, cũng khá là bắt mắt đó chứ. Mình đi cái thời điểm bây giờ thì nó cũng khá là nắng đó quý vị. Hiện tại là 10 giờ trưa. Đúng chắc là nắng với gió Tây Nguyên luôn. Nắng gió Tây Nguyên thì quý vị cũng biết rồi, nó cảm giác cũng hơi hơi khó chịu đó quý vị. Nếu như mà chúng ta đi vào buổi sáng sớm hoặc là chiều muộn thì rất là đẹp luôn. Buổi chiều lên đây ngắm hoàng hôn cũng rất là đẹp luôn quý vị. Quán này thì mở cửa tầm khoảng 7 giờ sáng và đóng cửa khoảng 5 đến 6 giờ chiều. Buổi tối thì người ta không có mở cửa đâu quý vị ha. Thì từ khi mà cái quán cà phê này nó hoành tráng như thế này á, thì đã tạo ra rất là nhiều việc làm cho con em cũng như là người dân ở xung quanh đây. Bây giờ thì mình sẽ đi xuống sâu ở khu vực dưới kia, men theo những cái cầu mà người ta làm ở xung quanh cái vườn này. Những cái cầu gỗ này người ta thiết kế cũng rất là hay luôn quý vị. Không làm đường đi ở dưới mà người ta làm cao lên, và chúng ta đi trên này thì phải nói có cái không gian nhìn nó thoáng hơn. Hôm nay đầu tuần cho nên du khách đến đây cũng khá là vắng thôi quý vị, không có đông. Cuối tuần á, thì đến đây phải nói quý vị muốn check in thì phải xếp hàng. Đây, quý vị có thể hình dung được cái quán này nó rộng lớn như thế nào chưa? Hồi nãy mình đứng cái chòi nhỏ nhỏ ở bên kia, nhưng mà bây giờ đứng ở bên này thì nhìn qua nó rất là xa luôn quý vị. Mới đi một góc của cái quán này thôi mà mình đã mệt bở hơi tai rồi. Mình thật sự rất là ấn tượng với cái cách thiết kế của cái quán cà phê này. Họ giữ lại thiên nhiên rất là nhiều. Thiên nhiên là chủ đạo đó quý vị.
và hầu như là không có một cái mảng bê tông nào hết trơn á. Và cây trồng ở đây thì phải nói là chủ yếu là cây cà phê đó quý vị ha, bạc ngàn cà phê luôn. Đây là cái cổng trời làm theo mô hình của cổng trời Bali, nhìn giống như là bê tông cốt thép rồi ta. Không quý vị, đây là họ làm bằng tôn đó quý vị. Mình sẽ tiếp tục đi sâu xuống cái hồ ở dưới kia. Mình nghe tiếng chó sủa đó quý vị. Ở dưới này thì người ta nuôi chó đây. Khu vườn dưới này thì người ta trồng rất là nhiều mít luôn quý vị. Cây thì nhỏ nhưng mà trái thì quá trời luôn quý vị nè. Hồ nước ở dưới này thì người ta trồng rất là nhiều dừa luôn quý vị. Đi đến đây thì mình cảm giác như là đang ở miền Tây sông nước, cây trái đầy vườn.
Bây giờ mình sẽ đi lên lại thôi quý vị. Hồi nãy thì mình đi xuống sâu quá. Bây giờ cái việc đi lên nó cũng rất là mệt đây. Tại vì nó khá là xa. Nếu như mà chúng ta muốn đi cà phê Melin thì chúng ta cũng nên kết hợp mà đến những cái khu điểm du lịch khác trên cái tuyến đường đi này. Ví dụ như là Hồ Trên Mây, khu du lịch cà phê Thúy Thuận, nó cũng đẹp lắm quý vị. Và khu du lịch Thảo Nguyên Xanh. Rồi đi sâu xuống Nam Ban thì có trang trại Dế này. Và đặc biệt là có cái thác Voi. Và có một cái ngôi chùa rất là đẹp, đó là chùa Linh Ấn. Có cái tượng Phật Bà rất là to luôn quý vị. Nếu như chúng ta đi tham quan du lịch cũng nên đi theo một cái tuyến, một cái tour như vậy đó quý vị. Nên kết hợp, tránh cái trường hợp là chúng ta phải đi tới đi lui, đi ngược đi xuôi. Nó vừa mất thời gian và chúng ta lại mệt mỏi nữa. Cái video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã đồng hành và quan tâm theo dõi cái đoạn clip vừa rồi. Hẹn gặp lại quý vị anh chị và các bạn trong những video tiếp theo của kênh Đà Lạt Ngày Nay. Bye bye, xin chào tạm biệt quý vị.